Chiến lược đầu tư khôn ngoan của những nhà đầu tư lão luyện đứng trên vai người khổng lồ chắc chắn thắng. Kênh Bất Động Sản Đắk Lắk review mọi bất động sản. Chúng ta nhìn nhận thấy đây cũng chính là một chiến lược dành cho những nhà đầu tư lâu năm, có kinh nghiệm, có tiềm lực tài chính và người ta có tầm nhìn. Khi những ông lớn chẳng hạn như Vingroup, SLC hay Sun Group v.v. làm những dự án ở một cái địa phương nào đó thì người ta sẽ về cái khu vực đó để người ta đầu tư bất động sản. Bởi vì khi mà cái dự án của những cái đơn vị lớn đấy bắt đầu triển khai thì rất là nhiều sàn, nhiều sale cùng đổ về đó để bắt đầu làm thị trường. Và đó cũng chính là lúc mà bạn bán hàng ra rất là tốt. Nhưng thường những dự án này thì nó làm khá là lâu, từ xin chủ trương rồi kế hoạch 1/2000 rồi 1/500 rồi đến triển khai. Thì chúng ta cần phải tập trung và hiểu là chúng ta đầu tư ít nhất là phải trung hạn 1-3 năm hoặc là dài hạn. Rồi, cái nữa, khi mà chúng ta nhìn nhận thấy là đối với những cái sản phẩm của các dự án mà đã làm thì người ta có cái khu nội khu riêng và có cái kế hoạch 1/500 vân vân, người ta quy hoạch rất là chuẩn, nên thường thường là giá ở đó sẽ cao hơn rất là nhiều so với giá xung quanh. Thì đây cũng chính là một cái cách để mà bạn ra hàng mặc tùy tốt hơn, vì mua những sản phẩm ở ngoài có thể rẻ hơn chút xíu thì bạn dễ ra hàng. Thì đó là những cái điều thuận lợi, nhưng chắc chắn cái gì nó cũng có mạo hiểm cả. Chỉ với những nhà đầu tư khôn ngoan, lão luyện và mạnh về tiềm lực tài chính thì chúng ta dễ dàng chơi cuộc chơi này. Bởi vì nó cũng có tiềm ẩn những rủi ro, đó là gì? Nếu như mà bạn gặp những dự án mà fail, nó không có triển khai được thì bạn sẽ mất tiền ở đây và bạn phải chôn vốn, nên bạn cứ phải để ý nha. Còn ý kiến của bạn như thế nào thì hãy comment, chúng ta cùng chia sẻ, giao lưu kết nối nha. Xin chào, xin cảm ơn. Đúng không? Còn nếu thực sự bạn muốn bán bất động sản nhanh hơn, tốt hơn và trong vòng 1-3 phút làm một cái video marketing cực tuyệt vời, có thể thấy được hết toàn cảnh để có thể bán bất động sản nhanh như trên ha, thì liên lạc với Nguyễn Vương 0962224747, review bất động sản Tây Nguyên để giúp bạn nhé. Xin chào, xin cảm ơn.